Xin chào Hằng nhá. Chào Minh Anh, bạn có khỏe không? Ừ, mình khỏe lắm. Hằng ơi, mình hỏi Hằng này. Dạo này Hằng có lớp Hằng có nhiều bài tập về nhà không? Có, lớp tớ nhiều lắm. Lớp cậu thì sao? Lớp tớ cũng nhiều nhá. Mà dạo này tớ thấy đồ ăn cũng không được ngon nữa. Thế nên là mình mới nghĩ là sao chúng mình không kiếm thêm một cái giải pháp nào cho vấn đề này đi nhỉ? Để mình ngữ xem nào. À, có rồi. Hay chúng mình thử làm chiếc máy bằng giá đỗ thân thiện với môi trường. Mình thấy đây là một ý kiến hay đấy. Hay là chúng mình cùng bắt tay vào làm luôn đi. Ừ, chúng mình đi thôi. Ừ. Em xin kính chào tất cả các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh. Em tên là Giang Minh Hằng. Em tên là Nguyễn Thị Minh Anh. Chúng em là học sinh lớp 9C trường Trung học cơ sở Gia Thủy. Đến với cuộc thi hôm nay, em muốn giới thiệu tới các thầy cô về đề tài máy làm rong bằng tự động sử dụng hệ thống phun sương bằng năng lượng mặt trời. Lý do chúng em chọn cỗ máy này để làm một đề tài dự thi ngày hôm nay đó chính là rong mầm là một loại rau vô cùng tốt cho sức khỏe và chứa nhiều chất dinh dưỡng. Trong thực tế, rau mầm hiện nay đang được làm bằng cách làm rất là thủ công và tốn nhiều công sức của người lao động cũng như là thời gian. Người làm phải chuẩn bị những vật dụng như là lu đất, lá tre và trong quá trình chờ giá lớn thì người làm phải thường xuyên tưới nước và chờ đỗ ngấm nước, sau đó là làm ráo nước. Trong thực tế, nhóm chúng em cũng thấy có những sản phẩm hỗ trợ quá trình làm rau mầm nhưng những sản phẩm đấy vẫn đang sử dụng cách làm truyền thống và thứ thay đổi chỉ là vật liệu nên năng suất không cao và cũng tốn rất nhiều thời gian công sức của người lao động. Cho nên để giải quyết vấn đề này, chúng em đã chế tạo ra chiếc máy làm rau mầm sử dụng hệ thống phun sương và chạy bằng năng lượng mặt trời. Có tính hiệu quả rất cao so với cách làm truyền thống như chiếc máy này không tốn thời gian và công sức của người làm cũng như số lượng sản phẩm cho ra trong một lần làm thì nhiều hơn so với cách làm truyền thống và chất lượng sản phẩm cũng tốt hơn so với cách làm truyền thống. Ví dụ như giá đỗ cho ra thì được đều, mập và ngọt hơn. Trong sản phẩm này, chúng em chú trọng vào tính mới của sản phẩm, đó là chiếc máy được chạy hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời. Theo như chúng em đã tìm hiểu trên mạng Internet là trong thực tế chưa có sản phẩm nào hỗ trợ việc làm rau mầm mà sử dụng năng lượng mặt trời cả. Như chúng ta cũng biết là ở miền Bắc, số giờ nắng rơi vào khoảng 1.500 đến 1.700 giờ trong một năm. Và bức xạ mặt trời cũng là nguồn năng lượng chính để cho các quá trình quan trọng diễn ra. Sau đây, em xin giới thiệu với các thầy cô giáo về cấu tạo của chiếc máy này. Chiếc máy này gồm có hai phần. Phần thứ nhất là khoang mạch điều khiển. Phần thứ hai là khoang chứa sản phẩm. Khoang mạch điều khiển gồm có bộ phận chính như sau: tấm pin năng lượng mặt trời, bộ điều khiển nạp năng lượng mặt trời, ắc quy, bộ điều khiển máy theo thời gian và máy bơm phun sương 12V. Khoang chứa sản phẩm, bên trong là những khay đựng đỗ và bên trên là hệ thống phun sương và đèn led 12V. Bên ngoài được bao bọc bởi một lớp màng trắng ngăn ngừa không cho nước chảy ra ngoài và ngăn cho bụi bẩn không bám vào trong đỗ. Tiếp theo, em xin giới thiệu về sơ đồ của mạch điện. Tấm pin năng lượng mặt trời sẽ hấp thụ ánh sáng mặt trời, sau đó chuyển quang năng thành điện năng qua bộ điều khiển nạp năng lượng mặt trời. Dòng điện sẽ theo đó tích trữ vào ắc quy. Tiếp theo, dòng điện sẽ đi vào bộ điều khiển máy theo thời gian. Và bộ điều khiển này sẽ chuyển điện năng thành cơ năng để cho máy bơm 12V hoạt động. Tiếp theo sau đây, em xin giới thiệu với các thầy cô và các bạn nguyên lý hoạt động của chiếc máy này. Chiếc máy sử dụng hai nguồn điện, đó là nguồn điện 12V được lấy từ ắc quy lưu trữ năng lượng mặt trời và nguồn điện 12V được lấy từ mạng lưới điện chuyển đổi từ bộ đối nguồn 220V 12V. Bộ điều khiển thời gian có tác dụng đóng cắt điện để cho máy bơm hoạt động theo thời gian cài đặt. Khi máy bơm hoạt động, nước sẽ được phun từ bể chứa và phun dưới dạng sương mù để cho rau mầm phát triển. Cách làm này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được nước và tránh thất thoát lãng phí. Tiếp theo sau đây, em xin giới thiệu với các thầy cô cách làm giá đỗ bằng phương pháp sử dụng chiếc máy làm giá đỗ tự động.
sử dụng hệ thống phun sương và chạy bằng năng lượng mặt trời này. Đầu tiên sẽ là khâu chọn đỗ. Chúng em chọn loại đỗ xanh và loại bỏ những hạt mốc ẩn hoặc muối mỏ. Sau đó, chúng em sẽ ngâm nước khoảng từ 6 đến 8 tiếng. Chúng em có thể sử dụng nước lạnh hoặc nước ấm. Nhưng vì thời tiết mùa đông, để kích thích quá trình nảy mầm cho đỗ, nên chúng em đã chọn loại nước ấm với tỷ lệ 3 sôi và 2 lạnh. Như các thầy cô có thể thấy, đỗ sau khi đã được chúng em ngâm qua 6 tiếng đã có dấu hiệu nở ra và đã nở những mầm mini lên. Sau đó chúng em sẽ cho đỗ vào trong khay chứa. Sau khi cho đỗ, lưu ý chúng ta sẽ trải đều đỗ ra để đỗ có diện tích và được đều và mập hơn. Và chúng ta cũng nên trải nhẹ nhàng để cho đỗ không bị vẫy những mầm mới nhú. Tiếp theo, em sẽ cho khay đựng đỗ vào trong khoang chứa. Đóng nắp lại để cho máy làm giá đỗ tự động. Tiếp theo, em xin giới thiệu về cách vận hành sử dụng đỗ máy. Đầu tiên là công tắc đóng mở để mở nguồn điện. Tiếp theo là công tắc đảo chiều. Và cuối cùng là giác cắm 12V. Bước thứ hai là chúng ta sẽ cài đặt đồng hồ. Ta nhấn 4 lần vào nút mở khóa phím. Sau đó chúng ta nhấn vào nút P để khởi động máy. Chúng ta sẽ bấm lần lượt vào các nút D cộng là chỉ ngày và thứ, H cộng là chỉ giờ và cuối cùng M cộng là chỉ phút. Sau khi thao tác chúng ta đã xong, chúng ta sẽ bấm vào nút manual màu đỏ để khởi động máy sẽ tự lập trình. Ngoài ra, để có ánh sáng soi sáng vào khoang chứa hoặc cho cây mầm nảy nở tốt hơn thì chúng ta có thể bấm vào nút bật đèn. Chú ý là không được để đổ nước vào khoang chứa mạch điều khiển. Và sau đây là sản phẩm sau một ngày của chúng em. Còn một tính mở rộng nữa của đề tài chúng em đó là chiếc máy này không chỉ sử dụng để làm giá đỗ mà còn có thể làm được nhiều loại rau mầm khác nhau, làm cho bữa ăn hàng ngày của chúng ta thêm phong phú hơn và giúp tiết kiệm chi phí cho gia đình. Trên đây là sản phẩm mà nhóm chúng em đã nghiên cứu và làm ra. Sản phẩm đã được gia đình áp dụng vào thực tiễn, chất lượng cũng như năng suất sản phẩm cao. Nhóm chúng em rất mong được đón nhận ý kiến đóng góp từ các thầy các cô, các chuyên gia và các bạn học sinh để cho sản phẩm của chúng em được ngày càng hoàn thiện hơn. Thưa thầy cô, các em học sinh, các thầy cô giáo và các em học sinh vừa nghe hai
bạn có thể trả lời cho cô câu hỏi, đó là trong quá trình các em làm ra sản phẩm này thì các em đã ứng dụng những kiến thức nào trong chương trình mà mình đã được học? Thưa các thầy cô giáo và các bạn, em xin trả lời câu hỏi của cô như sau. Để làm được chiếc máy này thì chúng em đã áp dụng những kiến thức như kiến thức toán học, kiến thức vật lý và kiến thức sinh học. Đầu tiên là kiến thức toán học thì em đã áp dụng những công thức tính thể tích, chiều dài, chiều rộng để làm những khoang chứa như khoang chứa mặt điều khiển và khoang chứa sản phẩm. Tiếp theo là về kiến thức vật lý. Về kiến thức vật lý thì chúng em áp dụng về nguồn điện một chiều và chuyển quang năng thành điện năng và chuyển thành câu năng. Chế tạo ra chiếc máy này, chúng em còn áp dụng thêm cả những kiến thức của bộ môn sinh học, đó là về điều kiện nảy mầm của hạt là phụ thuộc vào ba yếu tố, đó là nhiệt độ, độ ẩm và không khí. Đó là câu trả lời của chúng em ạ. Sau đây thầy xin hỏi các em một câu, đó là khó khăn lớn nhất mà các em gặp phải trong quá trình làm cái máy làm cái giá đỗ tự động là gì, và cái sản phẩm của các em làm thì đã thực hiện cho những cái việc gì trong cho các bữa ăn nào? Em xin trả lời câu hỏi của thầy là những khó khăn mà chúng em gặp phải khi làm chiếc máy này, đó chính là đấu nối các mạch điện sao cho đúng trình tự và để cho máy hoạt động cho ra sản phẩm tốt hơn. Sản phẩm mà nhóm chúng em làm ra thì áp dụng được vào những bữa ăn gia đình. Chúng em có thể làm được rất nhiều món ngon từ giá đỗ được làm ra từ chiếc máy này. Chúng em có thể làm được những món salad, món rau trộn hoặc là món nấu canh chua với giá đỗ. Và một điều nữa là với chiếc máy này chúng em có thể phụ giúp thêm cho bữa ăn của nhà trường. Mình xin có câu hỏi cho các bạn là trong một ngày thì các bạn cài đặt máy tưới nước bao nhiêu lần? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Mình xin trả lời câu hỏi. Trong một ngày thì chúng ta sẽ tưới khoảng 3 đến 4 lần từ sáng đến tối. Và mỗi lần trung bình thì chúng ta sẽ cài đặt từ 10 đến 15 phút. Mình xin hỏi các bạn câu hỏi là khi để máy ra ngoài mặt trời để máy hấp thụ ánh nắng thì có ảnh hưởng đến quá trình nảy mầm của đỗ, khi đó các bạn có biện pháp gì? Theo được trả lời câu hỏi của bạn, đó là tấm pin năng lượng mặt trời của chiếc máy này hoàn toàn có thể tháo rời ra và di chuyển đến nơi khác, hoặc là chúng mình có thể thay để tấm pin này bằng tấm pin có diện tích lớn hơn để tích trữ được nhiều điện hơn. Và còn máy thì bọn mình vẫn để ở trong chỗ đông nên là sẽ không ảnh hưởng gì đến quá trình nảy mầm của cây. Hôm nay là mình giới thiệu về máy làm rau mầm sử dụng hệ thống phun sương và chạy bằng năng lượng mặt trời của chúng em. Em xin trân trọng cảm ơn.